chúng ta sang phần số 3, đó là chúng ta sẽ sang phần, cô sẽ phân biệt cho các bạn từ căng, căng trái và từ trái. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào từ căng. Căng này nó có nghĩa là vừa hoặc là vừa mới. Cô ví dụ, ủa căng lái Trung Quốc, tôi vừa mới tới Trung Quốc. Từ này thì nó sẽ là một phó từ, và nó sẽ gặp vị trí của phó từ là gì các bạn? Đó là nó sẽ tha căng lái Trung Quốc. Thì các bạn có nhận ra vị trí đứng của từ căng phó từ này không ạ? Thường đối với những cấu trúc của phó từ, nó sẽ hay đứng là subject cộng với phó từ và cộng với động từ nhá. Tha căng lái Trung Quốc, nó biểu đạt cho hành động đấy vừa mới xảy ra, hay không ạ? Đó là các bạn dùng cho cô vị trí đứng của từ căng, đó là phó từ, nó sẽ đứng trước động từ. Các bạn nhớ cho cô phân biệt đầu tiên với từ căng nhá. Tiếp theo chúng ta có từ căng trái. Cái từ căng trái này nó là một từ chỉ thời gian. Nó là một trạng ngữ chỉ thời gian. Khi trạng ngữ chỉ thời gian thì chức năng ngữ pháp của nó, đó là nó có thể đứng trước và đứng sau chủ ngữ. Cô nhắc lại, cái từ căng trái này nó là trạng ngữ chỉ thời gian. Với trạng ngữ chỉ thời gian, nó có thể đứng trước hoặc đứng sau chủ ngữ. Các bạn hãy nhớ lại cho cô các bạn đã dùng những trạng ngữ chỉ thời gian nào. Đó là từ 今天, hôm nay, 明天, ngày mai, hay là 7点, 7 giờ. Tuy bao, thì tất cả những từ đó nó đều đóng vai trò là một trạng ngữ chỉ thời gian. Và các bạn nhớ cho cô vị trí đứng của nó ở đâu ạ? Các bạn nhắc lại cho cô nào. Đó là đứng trước hoặc đứng sau chủ ngữ. Tuy bao, thì chúng ta sẽ thấy nó khác gì với từ căng khi nãy chúng ta vừa mới học ạ. Từ căng này nó là từ loại phó từ và nó chỉ có một chỗ vị trí đứng thôi. Đó là nó chỉ có thể đứng trước động từ. Tuy bao, còn từ căng trái này nó có thể đứng trước chủ ngữ hoặc là đứng sau chủ ngữ. Và ví dụ, căng trái nǐ qù nǎ le? Căng trái nǐ qù nǎ le? Vừa nãy bạn đi đâu vậy? Thì cái từ căng trái này hay từ căng này, thứ nhất nó khác nhau ở vị trí đứng, phải không ạ? Còn cái từ căng này nó cũng biểu đạt hành động vừa mới xảy ra, hay từ căng trái này nó cũng biểu đạt hành động vừa mới xảy ra, nhưng nó khác ở một điểm, đó là từ căng trái nó biểu đạt cho cái thời điểm, ngay tại thời điểm vừa mới xảy ra xong cho đến thời điểm hiện tại. Tổng mà, ví dụ căng lái Trung Quốc, tôi vừa mới tới Trung Quốc, nhưng mà các bạn có thể tới một tuần hoặc tới một tháng hoặc là tới 3 ngày, các bạn vẫn có thể dùng từ căng được. Nhưng mà căng trái căng trái lái Trung Quốc thì lúc này có nghĩa là căng trái lái Trung Quốc có nghĩa là tôi vừa mới đến. Ngay tại cái thời điểm tôi đến đó thì cái hành động mà tôi vừa mới tới xong, cái thời điểm nó ngắn hơn so với từ căng. Các bạn rõ chưa? Đó là cách phân biệt của từ căng và từ căng trái. Hiểu không? Một cái nó biểu đạt cái thời gian nó dài hơn và một cái nó biểu thời gian ngắn hơn. Và vị trí đứng của từ căng là nó sẽ đứng gì? Trước động từ. Còn cái từ căng trái là đứng trước hoặc đứng sau chủ ngữ. Hiểu không? Phân biệt rất rõ đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta còn một từ này nữa là từ trái. Từ phó từ trái này, nếu như các bạn đã xem các video lần trước của cô thì các bạn sẽ thấy là từ trái phó từ, đúng không ạ? Nó biểu đạt cho trái lái. Ví dụ, ủa trái lái 8点, ủa trái lái 8 giờ tôi mới tới. Nó biểu đạt cho cái hành động đấy xảy ra trong thời gian sau và muộn, đúng không ạ? 8点, ủa trái lái 8 giờ tôi mới tới, có nghĩa là bảo thị cho cái tung chữ, cái động từ trái lái đó đến là sau và đến là muộn. Hả ba? Trái lái thì cái từ trái này nó cũng sẽ đứng trước động từ. Hả ba? Nhưng mà cái từ trái này cô nhấn mạnh lại lần nữa, nó biểu đạt cho cái hành động đứng phía sau, đó là cái hành động phía này. Nó xảy ra sau và xảy ra muộn. Rõ chưa? Vậy là các bạn đã nắm rõ được cách sử dụng của ba từ này chưa ạ? Rất rõ rồi đúng không ạ? Và tương tự như vậy, các bạn với ba từ này, các bạn mỗi một từ các bạn hãy comment cho cô 5 câu với từng từ một để cô sửa bài cho các bạn nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Zài jiàn!